chiến tranh liên miên nhất Pháp, Tổ Mỹ trải qua bao dông vẫn gồng mình đánh thắng kẻ thù, khát vọng bầu hòa bình thực sự luôn sâu thẳm trong mỗi con người. Đất nước là cội nguồn, là máu thịt, là những gì thiêng liêng nhất đối với con người Việt Nam. Nó hiện lên thân thương như vòng tay của mẹ để hòa mình vào không khí trọng đại ngày hôm nay. Sau đây em xin kính mời các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh trường Trung học cơ sở Minh Phú, trường Trung học cơ sở Minh Phú cùng đón xem, lắng nghe và hòa mình vào khúc hát thân thương cũng như lời ru và lời tri ân sâu sắc qua tiết mục của lớp 9A. Em xin cảm ơn.